Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Mô tô Giáp Bình Dương trên nhánh số 8 ở trên đường 22 tháng 12, phường Thuận Gia, Thuận An, Bình Dương. Thì mình hướng An Phú á, các bạn đi xuống Thiên Hòa thì sẽ gặp cửa hàng này bên tay trái trước ha, cửa hàng màu đen hồi lùi á. Đó, rồi xong rồi mình sẽ đi thẳng xuống nữa mình mới gặp cửa hàng bên tay, cửa hàng này bên tay phải ha. Còn đi thẳng xuống chút xíu nữa sẽ gặp cái cửa hàng ở bên tay trái là cửa hàng Honda Giáp Bình Dương trên nhánh số 6 nha. Đó, thì hôm nay mình tiếp tục đem đến cho các bạn một cái mẫu xe vừa mới được nhập về cửa hàng luôn. Đây là mẫu quay thái ha. Đó. Thì mọi người có thể thấy á, mẫu quay thái này nhìn rất là giống Future ha. Thì thời gian qua là có rất là nhiều cô chú hỏi mình cái vấn đề về chiếc quay thái này, khi cập nhật giá và khi nào có hàng. Thì hôm nay mình sẽ báo giá nè, cũng như là trả góp. Và xe cũng mới được về ha, mới được về luôn, mới được về ngày hôm qua luôn. Về rất là nhiều màu thì mình sẽ cập nhật màu sao cho mọi người ha. Hiện tại thì do là cửa hàng hơi hạn hẹp á, nên là mình sẽ cập nhật cái hai màu sắc này trước, chỉ trưng bày hai màu sắc này thôi. Còn mấy màu sắc kia thì nó trưng bày ở trên lầu rồi, thì hôm nào nó trưng dưới đây thì mình sẽ xuống đây mình quay tiếp. Rồi thì mẫu quay thái này á mình báo giá luôn, có mức giá là 76 triệu cho phiên bản là bánh căm thắng đĩa ha. Còn phiên bản mà bánh mâm thắng đĩa ở đây thì có mức giá là 78 triệu ha, 78 triệu đó. Thì giá của nó hiện tại là đang lên giá nha. Mình nhớ lúc trước mình quay là chỉ có 60 mấy triệu, rồi lên 70, 71, 72, bữa nay lên lấy 76, 78 rồi đó. Thì không phải là do cửa hàng bán được mà lên giá, mà tại vì là do cái xe nhập khẩu hiện tại bây giờ nhập rất là khó khăn, và cái giá mà nhập khẩu về nó cũng rất là cao rồi, nó đã lên giá rồi, nên là chiếc xe này nó được lên giá luôn đó. Đây là mặt trắng với màu đen, phiên bản này là phiên bản bánh đúc, bánh mâm nè, bánh mâm thắng đĩa ha, sử dụng heo dòng Nissin. Đây, thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái chiếc xe này, nó có một cái giá trị riêng của nó nha. Mọi người sẽ nói ừ sao nó giống Future quá trời luôn mà nó lại mắc hơn, chỉ mang cái mác là của Thái Lan mà nó mắc hơn gấp đôi luôn. Hai chiếc Future mới bằng một chiếc này nha, hai chiếc Future mới bằng một chiếc này đó đó. Thì mọi người có thể thấy á, Future là mình đi phục vụ cho công việc nè ha, đi làm, đi chơi, đi học thì mình phục vụ cho cái công việc mình đi nhiều ngoài đường đó. Còn chiếc quay thái này là người ta mua về á, có người ta mua về người ta không có đổ xăng luôn, chỉ để nó là chùm mền thôi. Thứ nhất, thứ hai nữa là người ta xe này á, nó đi á, theo thời gian á, nó sẽ có giá trị ha, càng đi lâu càng có giá trị. Giống như chiếc AB Thái, AB Việt, các bạn thấy không, AB Thái bây giờ người ta vẫn săn đón nó rất là nhiều ha, và bán giá còn mắc hơn ngày xưa lúc mới ra nữa. Còn AB Việt bây giờ là mấy AB Việt đời đầu, các bạn thấy không, nó đâu có giá trị gì đâu đó. Tại vì dòng AB Việt Nam bây giờ nó ra rất là nhiều dòng rồi, nên là nó không có giá trị. Còn quay AB Thái thì nó khác, nó mắc hơn gấp đôi. Thì cái động cơ máy móc này nọ của nó cũng rất là tốt ha. Nhiều người nói là Future đi á, sau thời gian máy kêu hù 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 kêu như chó, nhưng mà quay thái này nhiều người nó đi á là người ta nói máy móc nó rất là êm, có là sự khác biệt riêng. Đã từng có một cái anh mình đi giao xe ở Cà Mau á, có một chiếc quay thái, một chiếc Future, anh mua một chiếc quay thái Future vậy luôn để anh chạy thử, cảm nhận thử là hai chiếc xe này có gì khác biệt nhau không đó. Thì anh nói là phi thái được quá trời đỉnh luôn, quá trời ngon, quá trời êm luôn. Còn Future chạy được chút xíu thời gian là kêu như cuốn con luôn. Đây, xe vừa mới về ha, chưa lắp cái cần đạp số luôn nè đó, nguyên zin này nọ kiểu luôn ha. Thì nói chung xe nhập khẩu nhập về á thì nó sẽ có một số vết chày nhỏ nhỏ, tại vì xe nó nhập nguyên con về, dằn xe đi công này nọ kiểu về ha, thì sẽ có một số vết chày nhỏ nhỏ, nên là cái vấn đề đó thì mình không thể nào tránh khỏi về xe nhập khẩu rồi đó. Ví dụ đây, keo này nọ, băng keo dán này nọ có thể chùi ra được ha, mấy cái vết chày nhỏ nhỏ thì mình đánh bát thì nó sẽ ra ha mọi người đó. Rồi đi xuống dưới đây coi có gì hấp dẫn không. Xe thì 125 phân khối, động cơ là BGMFI. Đây mọi người có thể thấy nè, đó tem thái đàng hoàng ha, đó tiếng thái không luôn đó. Những ai mà ở xa mà muốn mua xe thì mình có thể liên hệ với số điện thoại mình để bên góc trái màn hình đó, số điện thoại là của anh Nguyên. Thì mình liên hệ với số điện thoại đó xong rồi mình đặt hàng ha. Bên cửa hàng Honda Giáp Bình Dương có giao hàng tận nơi cho mọi người luôn đó. Lớp trước của nó là 70 nè, lớp sau của nó là 80 ha. Năm sản xuất là tuần thứ 28 của năm 2020
tuần thứ 28 của năm 2020. Đây mọi người có thể thấy nè, thấy chưa, tuần thứ 28 của 2020 đó. Thì ai mở xa, mình nhắc lại cái vấn đề xa ha, ai mở xa nếu mà các bạn tin tưởng á thì mình coi video mình thấy ok thì mình có thể mua chiếc quay Thái này qua mạng thì sẽ ship về cho các bạn ha, kiểu như là mình sẽ đi giao xe về cho các bạn luôn, giao tận nơi đó. Nếu mà xuống nó chạy xe chạy nọ thấy không ưng á thì mình có thể đổi lại chiếc khác ha, đổi lại chiếc khác. Thì cái tiền vận chuyển, chi phí vận chuyển đó thì các bạn chịu ha, các bạn chịu chi phí vận chuyển. Nếu mà ở Sài Gòn thì không gần đó thì không sao đó. Có thể là vi ship, nhưng mà ở Sài Gòn xa hoặc là những tỉnh xa thì bắt buộc phải tính phí ha mọi người, tính phí đó. Còn nếu mà ai mà không có độ tin tưởng với Honda với Bình Dương á thì mình tới trực tiếp cửa hàng mình coi xe đi, mình lên làm một chuyến lên Bình Dương, mình coi như mình đi du lịch đi, mình chơi đi, lên một chuyến lên coi xe đó, thấy xe ok ưng chiếc này, chấm chiếc này, số khung số máy này nọ, cọc tiền, cọc trước bao nhiêu đó, xong rồi mình đi về quê, mình đợi xe nó giao xuống cho mình thôi, mình thanh toán số tiền còn lại đó. Quá im luôn, ngồi nhà có xe đi. Wow, chiếc màu đen này rất là bóng ha, màu đen đẹp hơn màu trắng, rất là bóng luôn. Màu đen này càng lao nó càng bóng nha, càng lao nó sẽ càng BD hơn. Rồi về phần ốc ác dưới đây mình coi thử nè. Nói chung á, thằng xe nhập khẩu á, mấy con ốc của nó không có ai mà đánh vàng lên, đánh chiếc sơn vàng lên trên con ốc trơn mọi người. Ốc rất là sáng nè, mọi người có thể thấy đó. Có một cái lông đền màu ron á, màu vàng đồng ở phía bên đó. Xe này rất là chạy hàng ha, mặc dù nó mắc tiền nhưng mà chạy rất là chạy hàng luôn, bán cháy hàng luôn, không có người ta hỏi không có hàng để bán đó. Thì ai mà muốn mua thì mình liên hệ với số điện thoại của anh Nguyên, mình đến đặt hàng mình mua ha. Ở xa thì mình có dịch vụ giao xe luôn đó. Rồi về phần dưới đây nè, đây hàng xe nhập khẩu hàng Thái Lan thì nó sẽ có một cái bầu ngay cổ bô nè đó. Hồi đợt trước mình cứ nghĩ là cái bầu này á, là mình chạy xe có hơi nó nén trong đó, nó ra nó có thể là nó nghe tiếng, nó cái bô nó ấm hơn ha, bô nó ấm hơn. Nhưng mà nhiều anh em góp ý cho mình nói nó không phải giống như là bô độ có bầu là nó sẽ ấm, nhưng mà cái này á, là nó để theo tiêu chuẩn khí thải của bên Thái Lan ha, nên nó có bầu ở đây. Và cái đường bô nó đi ha, đường cổ bô đi nè, nó đi cong các bạn, đi thẳng xuống đây nó cong chứ không phải của Việt Nam là mình đi một cái mạch đi thẳng xuống kia luôn đó. Cổ bô nó cong nhìn rất là đẹp ha, nhìn rất di bài này nọ luôn đó. Đây lớp xe mọi người thấy không, Made in Thái Lan ha, lớp là Made in Thái Lan luôn nè đó. Thì hôm nào trưng bày xuống cái mẫu xe quay Thái mà màu khác thì mình sẽ quay màu khác cho mọi người xem nữa ha. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái cốp xe đi. Cốp xe đây, cốp xe quá trời rộng luôn, quá trời to luôn, đựng được hai cái nón bảo hiểm nửa đầu, một cái nón full face, đựng cái nón full face bự xong rồi còn đựng được đồ linh tinh nữa nha. Sổ nè, sổ là tiếng Thái không nè, thấy không, bảo hành 3 năm nè. Sổ rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn, làm sổ sách này nọ khác với bên của Việt Nam quá ha. Coi cái bộ đồ chơi như này coi đó, mọi người thấy mặt đồng hồ quay Thái ha, do là chưa có lắp bình nên mình không mở mọi người xem được. Ở chỗ này là báo cấp số nè ha, báo cấp số, ở đây thì báo tốc độ mình đi được, còn đây là báo xăng đó, xi nhan trên đây đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Chứ mặt chỗ này báo cấp số nhìn rất là bự nè, cho những cái chú bác nào mà gọi là mắt hơi kém á, mình nhìn rất là dễ ha, nhìn rất là dễ luôn. Rồi thì về phần đèn, công tắc đèn thì không có ha, xe nhập khẩu thì lúc nào không có công tắc đèn rồi đó. Nếu mà muốn xài công tắc đèn thì độ thêm, nhưng mà theo tiêu chuẩn của Việt Nam bây giờ là cũng đi xe không có công tắc đèn rồi. Lúc bên đây thì rất là đơn giản và bình thường rồi ha, code pha xi nhan nào các kiểu đó. Tem thì tem Thái đây, tem Thái, ổ khóa đó, ổ khóa
Mở khóa nhìn nhìn thấy nó cũng khác biệt. Đâu rồi, cái lỗ đâu rồi đâm hoài không được vậy? Quấy nó tè đầu luôn mà đâm hoài không được vậy? Đó, đâm được rồi. Rồi, giờ mình cập nhật cái vấn đề mà trả góp nha. Thì cái vấn đề trả góp á, các bạn đầu tiên là thủ tục đi mua xe thì các bạn phải cần đem theo giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, hoặc là chứng minh nhân dân và bằng lái xe. Thì chứng minh nhân dân với bằng lái xe thì mình sử dụng là bằng gốc ha, còn sổ hộ khẩu mình vẫn có thể sử dụng bằng gốc được, vẫn có thể sử dụng sổ gốc được, nhưng mà vẫn có thể sử dụng được sổ photo công chứng, nhưng mà phải còn thời hạn công chứng trong vòng 6 tháng nha. Đó, đó là thủ tục đi mua xe cũng như là trả góp. Thứ hai là về trả trước, thì xe này trả trước thì các bạn trả trước 30% nha. Có nghĩa là ví dụ mình nói là xe này 78 triệu cho phiên bản là bánh mâm thắng đĩa, thì các bạn trả trước 30%, tức là 7321, 8324 là khoảng như 23 triệu rưỡi ha. Tính chẳng 24 triệu thì các bạn sẽ lấy xe về được. Đó, thì hồ sơ xe nhập khẩu các bạn phải trả rất là cao thì hồ sơ các bạn mới dễ đậu ha, còn trả thấp quá thì hồ sơ của mình sẽ không đậu, mất công đi tới đi lui ha. Còn nếu mà có tiền hơn thì mình trả trước 50% đi, trả trước 50%, ví dụ xe 78 triệu thì mình trả trước 36 triệu. Thì 78 triệu thì trả trước 39 triệu ha. Đó thì mình sẽ làm được thủ tục trả góp nè, với lãi suất là thấp nè. Thứ hai nữa là mình được nhận cả việc gốc mang về nữa. Đó, rất là ok luôn. Mình khuyên các bạn nên trả trước 50%, tại vì cho lãi suất của mình nó thấp đi một chút xíu, chứ trả 30% thì lãi suất của nó rất là cao ha. Đó. Rồi, thì mình vừa cập nhật cho các bạn về giá bán cũng như màu sắc, để cho các bạn nắm thông tin là tại cửa hàng Honda Z Bình Dương chi nhánh số 8 đang có quay thái ha, đang có mặt quay thái ở đây. Thì ai muốn mua xe thì mình lên đây trực tiếp mình mua xe ha. Đó. Đó. Rồi, cũng cảm ơn các bạn đã xem clip của kênh Cua Vlog 61 nha. Mong là mọi người sẽ vẫn ủng hộ kênh Cua Vlog 61 như thời gian qua nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.